sống ở những người ca sĩ hải ngoại rất là thoải mái và yên tĩnh, yên lặng lắm. Thì hát xong rồi về nhà không có sinh hoạt như một cái người bình thường. Thậm chí mình đi chợ búa chẳng hạn, mình đi ra ngoài thì toàn là Mỹ không, lâu lâu mới gặp một vài người Việt Nam, gặp ở chợ cái nọ đó sắp nhận ra mình nhận ra mình thôi. Mạnh Quỳnh sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng sau đó cùng mẹ sang Mỹ định cư theo diện con lai. Ban đầu anh vừa đi học vừa đi làm ở một hãng điện tử. Sau đó Mạnh Quỳnh luyện thanh, chơi guitar và học về sáng tác, rồi đi theo con đường ca hát và thành danh ở sân khấu hải ngoại với những ca khúc trữ tình, bolero. Thời gian qua, nam ca sĩ vẫn thường xuyên về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, trước phát ngôn của nghệ sĩ Quốc Thảo về việc 10 nghệ sĩ Việt ở Mỹ thì có 9 người rưỡi muốn về, từng gây nhiều tranh cãi. Mạnh Quỳnh cho rằng điều này có thể đúng cũng có thể sai, bởi không phải bất kỳ ca sĩ nào cũng muốn về Việt Nam. Với bản thân anh, tuy thị trường âm nhạc hải ngoại không còn mạnh mẽ như xưa, nhưng nam ca sĩ hài lòng với cuộc sống của mình và chưa bao giờ hối hận vì sang đây. Một cái người nghệ sĩ mà sống bên Mỹ á, là mình giống như một cái người bình thường ở bên Mỹ, khán giả không có quan tâm mà giống như là bên này là một người nổi tiếng. Thì hai cái đời sống nó hoàn toàn khác nhau giữa nghệ sĩ Việt Nam với lại bên Mỹ. Thì Quỳnh có thích cái phong cách sống bên Việt Nam hay là bên Mỹ, và Quỳnh có mong muốn sau này những con cái lớn ổn định Quỳnh trở về đây để sống luôn mà giống như các bạn nghệ sĩ đây không? Thật ra thì cũng nên em cũng nên hiểu là bên đây là mình là thuần túy Việt Nam, mà đi đâu thì mình cũng gặp người Việt Nam. Còn khi ở hải ngoại thì chỉ có những cái dịp gặp khán giả chương trình những đại nhạc hội thì nữa thì mới có cơ hội để tiếp xúc với khán giả. Ở ngoài thì khán giả vẫn vồn vã, vẫn nồng nhiệt như ở đây thôi, chứ không có khác gì đâu. Nhưng mà tại có điều một cái là khi mà xong cái show rồi thì về, anh ấy mới về, ai cũng cuộc sống sinh hoạt riêng, cho nên ít có cơ hội gặp nhau. Mình thử mình cũng đâu có biết là người ta như thế nào, nhưng mà khi mình biết gặp nhau ở chỗ diễn thì mình cũng vồn vã như ở khán giả Việt Nam. Nhưng mà không có bị áp lực là cái người nổi tiếng giống như trong đời sống bình thường không? Không, không, hoàn toàn không bị áp lực bằng nặng bằng ở đây đâu. Cái mình nghĩ là cuộc sống ở những người ca sĩ ở hải ngoại rất là thoải mái và yên tĩnh, yên lặng lắm. Thì hát xong rồi về nhà thì không có sinh hoạt như một cái người bình thường. Thậm chí mình đi chợ búa chẳng hạn, mình đi ra ngoài thì toàn là Mỹ không, lâu lâu mới gặp một vài người Việt Nam, gặp ở chợ cái nọ đó sắp nhận ra mình nhận ra mình thôi. Thế còn mình như ở đây là mình đi đâu mình gặp ai cũng nhận ra. Mạnh Quỳnh vừa có chuyến trở về Việt Nam hồi tháng 2 năm 2021. Sau 14 ngày cách ly ở khách sạn, nam ca sĩ tranh thủ hội ngộ người tình âm nhạc Phi Nhung và dự định tham gia một số dự án cũng như đêm nhạc tại Việt Nam trong 2 tuần, rồi lại nhanh chóng trở về Mỹ. Mạnh Quỳnh tiết lộ sở dĩ thời gian anh ở lại khá ngắn là vì phải quay về lo cho các con đi học. Cái chuyến đi lần này thì Mạnh Quỳnh về thì mẹ sắp nhỏ thì không được an tâm cho lắm. Nhưng mà tại vì khi mà Quỳnh đã quyết định rồi thì mẹ từ nhỏ là cũng phải quyết định chiều theo. Thật lòng thì không có vui, tại vì thứ nhất là dịch bệnh đang chưa có tốt như vậy, thì về thì không biết ảnh hưởng gì tới công việc, những cái gia đình sau. Như là hay như bây giờ mình về lại Mỹ, mình cũng phải tự cách ly trong tại nhà. Bây giờ ở nhà ở Mỹ họ không có đòi hỏi mình phải cách ly, bắt buộc phải cách ly như ở đây, phải đưa về hotel hoặc phải tập trung, họ bắt mình cách ly tại nhà. Và trong thời gian đó là mình không có được giao đi ra ngoài. Mình ra ngoài được chứ phải không, nhưng mà khi mà cảnh sát nó chặn lại, nó vô tình nó bắt mình lại, nó hỏi một cái gì đó mà mình ớ quơ là sẽ chết. Cho nên là tốt nhất là nên giữ đúng cái cách ly. Một lần đi về khó như vậy sao ở cái 2 tuần vậy? Thứ nhất là bây giờ bà xã mình thì đi làm, bây giờ hai đứa nhỏ trong thời gian qua thì tụi nó học tại nhà. Bây giờ thì tháng 4 tụi nó trở lại học bình thường rồi. Thì cho nên mình phải trở về để lo trong việc đưa đón học hành của tụi nhỏ. Thì chị mẹ mẹ nhỏ cũng đi làm không có nhà. Hai đứa nhỏ của mình thì thứ nhất là khán giả ưa thích là hỏi là mình lại có hai đứa nhỏ có thích theo nghề của ba không, của bố không. Thì thực sự thì mình xin chia sẻ là hai đứa nhỏ nó hoàn toàn nó không có cái cảm nhận hoặc không có cái thích thú về cái vấn đề đi theo cái nghề của ba. Tụi nó bây giờ là tụi nó lo ham học. Hai đứa nhỏ thì mình cho nó đi học piano, tụi nó rưng tụi lớn tuổi bao nhiêu tuổi rồi? Alex thì sắp lên 15 và Evan thì 12, hai thằng cha. Hai đứa thì một đứa thì Úc thằng nhỏ thì rất là hoạt bát nhanh nhẹn mà vui vẻ, còn anh lớn thì bắt đầu thì theo mình nghĩ là cái tuổi con trai mà tuổi 14, 15 tuổi rồi nó thay đổi cái thể nó thì đôi khi nó khó chịu hoặc nó câu có, nó không chặt. Nhưng mà mình mong rằng là sau qua thời gian đó thì nó sẽ trở lại cái chắc lắm của nó. Tự nhiên Alex một đứa rất là
ngoan mà cũng nói chuyện nhẹ nhàng. Chia sẻ với em một cái ước mơ nghề nghiệp sau này. Hai đứa nó chưa có một cái ý tưởng gì là trong tương lai nó sẽ làm cái gì.